Hồi một, trốn phồn hoa bạo khách lần vào. Từ đời xưa, thành Dương Châu đã nổi tiếng là một nơi phồn hoa đô hội. Người ta đã có câu, lưng đeo 10 vạn quan tiền. Phèn này quyết cưỡi hạc lên miền Dương Châu, sau khi tùy dạng đế khơi sông Vận Hà, muốn đi miền biển, chết đều do đường thủy đạo này. Thành Dương Châu ở khoảng giữa sông Vận Hà nên càng náo nhiệt. Đời Minh, Thanh, nơi đây quy tụ những nhà buôn bán lớn và trở thành một thị trấn phồn thịnh vào bậc nhất thiên hạ về chiều khang hy nhà mãn thanh phường minh ngọc trên bờ tây hồ đất dương châu còn là nơi tụ hội những danh kỹ lầu xanh một hôm gặp tiết cuối xuân đèn còn thắp sáng tỏ những tiếng đờn sáo tiếng cười đùa xen lẫn những tiếng sai quyền hành lệnh cùng tiếng hát hãm rượu nổi lên tưng bừng náo nhiệt trong ngõ tại phường minh ngọc thật là trốn âu ca trong cảnh tượng thanh bình Đột nhiên năm, sáu người lớn tiếng quát từ phía nam và mé bắc phường Minh Ngọc vọng vào những quân đê tiện, cho chết, cùng phường làng chơi kỹ nữ hãy nghe đây, bọn ta đến đây tra xét một tên can phạm, không quan hệ gì đến người ngoài. Vậy ai nấy im miệng, không được la ó om sòm hoặc làm nhốn nháo. Kẻ nào không tuân lệnh hãy giữ vững tay đầu, sau tiếng quát phường Minh Ngọc lập tức im lặng, nhưng chỉ trong khỏi anh khác tiếng đàn bà con gái la hoàng sen lẫn tiếng đàn ông giáo giác náo loạn cả lên. Trong viện lệ xuân, phường Minh Ngọc đang bày yến tiêu. Người tay đại điếm thương ngồi ở ba bàn, mỗi người cặp kè một ả à, kỹ nữ, vừa nghe tiếng quát, ai nấy sắc mặt tái mét, xôn xao hỏi, chuyện chi vậy, phải chăng quan phủ đến tra án, đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm như trống thúc, bọn nô tỳ sợ hãi cuống quýt, chẳng hiểu có nên mở cửa hay không. Tiếp theo nghe đánh, sầm, một tiếng, cổng lớn đã bị đạp mở toang ra. 17, 18 tên đại hán ùa vào, tên nào cũng nai nịt gọn gàng, đầu bịt vải trắng, lưng thắt đai xanh. Tay chúng đều cầm binh khí, hoặc cương đao, hoặc thiết xích, hoặc thiết côn sáng loáng. Bọn điếm thương vừa thấy những đại hán này, đã nhận ra ngay là những tay anh chị trong nghề buôn hàng lậu thuế. Nên biết thời bấy giờ, buôn bán phải chịu thuế má rất nặng người nào chạy hàng lậu trốn thuế liền được một dịp phát tài lớn. Thành Dòng Châu là nơi chứa hàng để tản đi các mặt trong miền Giang Bắc, nhưng đây cũng là nơi tụ tập của phường vong mạng, chúng kết thành đoàn để hành nghề, bọn này rất hung hăng, khi gặp đại đội quan quân chúng liền chạy tán loạn, còn tiểu đội quan binh mà ra giọng phách lối là chúng rút binh khí để chống cự ngay. Quan địa phương cũng làm ngơ không muốn can thiệp vào, bọn điếm thương chỉ biết những tay anh chị này là phường buôn lậu chẳng bao giờ cướp đoạt khách thương hay gây chuyện rắc rối. Bữa nay bỗng trùng sấn vào phường Minh Ngọc làm cho họ phải hoang mang kinh hãi. Một lão cỡ ngoài 50 tuổi lớn tiếng ra lệnh những người trong nhà đều phải ra ngoài hết và đứng yên không được nhúc nhích. Bọn điếm thương cùng kỹ nữ thấy trung dữ dội như hung thần liền khiếp sợ cuống quýt đều đứng cả lên không ai dám trái lệnh. Mấy cô kỹ nữ nhát gan sợ quá khóc quà lên lão già lại quát cả những khách chơi cùng kỹ nữ tại các phòng khác cũng phải ra ngoài cho hết, không ai được ở lại trong phòng. Tiếng quát chấn động của lão khiến mọi người phải ù tai. Bọn thủ hạ của lão chạy đi lùng khắp hết các phòng. Hễ khách làng chơi hay kỹ nữ chậm chân một chút chưa chạy ra kịp đều bị đá đít hoặc bị bạt tai. Một số làng chơi cùng kỹ nữ chưa kịp vận quần áo tề chỉnh trông lôi thôi lếch thách rất buồn cười lão già lại quát hỏi, bọn chúng đã ra hết chưa? Một tên anh chị khác đáp, giả dạ, giả, dạ, mọi người đã ra hết cả rồi. Đột nhiên trong căn phòng mé đông có người dõng dạc quát hỏi, tên nào ở đâu lớn mật dám tới đây la hết ngang tàng, quấy rối cuộc mua vui của lão gia. Muốn chết thì vào đây, bọn anh chị tức giận lớn tiếng thoá mạ, còn bà nó, tên cầu tặc nào mà dám cả gan đến thế? Lập tức bà đại hán cầm cương đao sừng sực chạy tới căn phòng mé đông. Tiếp theo những tiếng la, tiếng rú vang lên, ba đại hán kia bị hất bắn ngược trở ra ngã lăn xuống đất. Một tên đại hán bị cương đao đập vào trán, tué máu rồi ngất xỉu. Những tên anh chị này đều là người hung hãn không sợ chết. Sáu tên nữa liền vọt tới căn phòng kia, lại mấy tiếng là inh ỏi nổi lên, cả sáu tên đều bị đá ngã lăn xuống không đứng dậy được. Nhưng chúng chỉ lên tiếng thoá mạ chớ không ai dám xông tới căn phòng kia nữa. Lão già không nhịn được, tay chắp sau lưng dõng rạc lên tiếng, các hạ quả là bản lãnh cao thâm, xin cho hay tôn tính đại danh. Người trong phòng nghe lão già hỏi vậy chẳng những không trả lời còn cất tiếng thoá mà, ra ra ngươi họ gì là ta ở họ ấy. Tên tiểu tử kia ngươi quên cả họ tên của ông nội ngươi rồi ư. Một ả à kỹ nữ chào chạc 30 tuổi đứng gần đó nghe người trong phòng nói vậy, bất giác nổi lên chàng cười khanh khách. Một hán tử ở phe bán đồ lậu nhảy xô tới tắt thị hai cái khiến cặp mắt thị nhảy đon đóng. Chào cả nước mắt nước mũi ra. Đại hán vừa tát vừa quát mắng. Mẹ kiếp, con đĩ thối tha này. Ngươi cười gì vậy? À kỵ nữ sợ quá không dám nói nữa. Đột nhiên từ trong nhà đại điện bên cạnh, một thằng nhỏ cờ 12,13 tuổi lớn tiếng thoá mạ. Quân đê tiện, phường khốn kiếp, vì lẽ gì ngươi đánh má má ta tàn nhẫn như vậy? Ngươi ra khỏi nhà này là bị xét đánh cháy tay và lưỡi. Ngươi nuốt máu vào làm cho ruột gan tan nát gã tiểu tử tuy còn nhỏ tuổi mà nỏ mồm thoá mà không tiếc lời. Miệng gã thốt ra một chàng dài không biết bao nhiêu là câu ác độc. Gã đại hán tức giận vô cùng, vươn tay ra bắt thằng nhỏ. Thằng nhỏ này chuyển động thân hình rất mau lẻ. Bóng người vừa lấp loáng gã đã đến đứng ẩn sau lưng một tên điếm thương. Đại hán phóng tay đẩy gã điếm thương té xuống. Tay mặt gã vung quyền nhắm đánh vào sau lưng thằng nhỏ một đòn thật nặng. À kỹ nữ đứng tuổi thấy vậy la hoàng, xin đại gia tha mạng cho gã. Ngũ biết rằng thoi quyền đại hán mà đánh trúng lưng thằng nhỏ tất thằng nhỏ sẽ bị thương. Không ngờ thằng nhỏ này lẫn tránh rất mau lẻ, gã lún người xuống chui luồn qua háng gã đại hán. Đồng thời gã vươn tay bóp lấy âm nang hắn mà bóp thật mạnh. Đại hán bị đau thét lên, ầm ầm. Đại hán thấy thằng nhỏ vừa tránh khỏi vừa bóp âm nang làm cho mình đau đớn thì tức giận vô cùng. Không nơi tiết hận. Hắn vung quyền đấm vào mặt ả à, kỵ nữ, đứng tuổi đánh, bốp, một cái. Thoi quyền giáng xuống mạnh quá, trúng mặt ả à, kỵ nữ khiến thị phun máu tươi ra rồi ngất xỉu té xuống. Thằng nhỏ thấy mẹ bị thương nặng, quên cả sợ hãi. Gã Liều mình nhảy tới bên mẫu thân lớn tiếng vừa la vừa gọi, "Trời ơi, má má!" Đại Hán vẫn chưa nguôi giận túm lấy sau gáy thằng nhỏ nhất bỗng lên, toàn vung quyền đánh gã, thì lão già bỗng quát lên, "Đừng rắc rối nữa, buông gã ra đi!" đại hán không dám trái lệnh lão già liền đặt thằng nhỏ xuống, nhưng hắn cũng phóng cước đá đít thằng nhỏ một cái thật mạnh khiến người gã lăn lóc, rồi đập vào tường đánh, binh, một tiếng. Lão già ngó đại hán ra chiều tức giận, đoạn gã quay mặt về phía cửa phòng gióng rạc giải thích bọn tại hạ là đệ tử ở Thanh Bang đi truy tầm một tên đồ đệ phản nghịch. Bọn tại hạ được tin tên đó ẩn mình ở trong phường Minh Ngọc này vì thế mới tới đây tầm nã. Tệ bang cùng các hạ vốn không quen biết lại không thù oán, cớ sao các hạ làm khó dễ với tài hạ? Người ta có câu nước sông không vi phạm nước giếng, vậy mà các hạ thốt ra các lời vô lễ một cách phi lý. Xin các hạ cho biết tên tuổi để khi Tệ bang chúa cha hỏi mà biết đường phúc đáp. Người trong phòng cười nói: các ngươi truy nã đồ đệ phản nghịch thì mặc kệ các ngươi chưa có liên can gì đến ta, ta đang hành lạc ở trong này các ngươi đã biết nước sông không phạm tới nước giếng thì đừng quấy nhiễu để ta khỏi cụt hứng lão già tức giận nói trên trốn giang hồ tại hạ chưa thấy ai vô lý như các hạ người trong phòng lạnh lùng đáp ta vô lý cũng chẳng liên can gì tới ngươi chẳng lẽ ngươi có bà chị chưa chồng muốn với ta làm dễ để kêu bằng thư phu giữa lúc ấy có ba người từ phía cửa ngoài len lén đi vào coi cách ăn mặc của chúng cũng giống phường buôn lậu một tên thân thể to lớn còn hai tên gầy khẳng gầy kheo nhưng cả ba đều lộ vẽ dũng mãnh. Một gã gầy nhom tay cầm liễn tử thương khẽ hỏi, lai lịch thằng cha này thế nào? Lão già lắc đầu đáp, ta đã hỏi họ tên nhưng hắn không chịu nói. Không chừng gã họ thôi trốn tránh trong phòng hắn cũng nên. Hán tử gầy nhom vung cây liễn tử thương một cái. Lão già cũng rút cặp đoàn kiếm dài chừng hơn thước ở sau lưng ra. Đột nhiên cả bốn người nhất tề xông vào phòng. Tiếp theo là những tiếng khi giới chạm nhau vang lên trong phòng đã diễn ra một cuộc chiến đấu ác liệt, hán tử thân hình cao lớn dùng cây trúc tiết cương tiên làm binh khí. Mỗi khi hắn vung cây tiên rắc rắc là đồ vật trong phòng bị đập vỡ tan tành. Lệ Xuân Viện là một trong bốn đại viện tại phường Minh Ngọc. Những đồ đạc treo trong mỗi phòng ở viện này đều được chế tạo một cách rất tinh vi. Bàn bằng gỗ lê, giường bằng gỗ màu hồng, những tiếng choang choàng tiếp tục vang lên không ngớt, lão giả béo ị mặt đầy những thịt run bần bật miệng lão niệm Phật tựa hồ trong lòng đau xót, bốn tên hán tử quát tháo om sòm, còn người khách ở trong phòng vẫn lặng lặng không nói nữa lời. Những người ở ngoài sánh đường cũng đều đứng tận đàng xa mà ngó lại, họ không dám tới gần vì sợ vạ lây. Tiếng binh khí chạm nhau choang cho mỗi lúc một ác liệt hơn. Đột nhiên có người rú lên thê thảm, đó là tiếng rú của một tên đầu mục bọn buôn lậu bị thương. Tiếng khí giới đụng nhau chát chúa pha lẫn với tiếng ho hắn liên thanh hiển nhiên người trong phòng đã thở hồng hộc tựa hồ không chống nổi. Bọn buôn lậu ngoài sánh đường nghe tiếng người trong phòng nổi cơn ho thì đoán là bên mình đã chiếm được thượng phong, đều lộ vẽ vui mừng. Đại hán kia tuy đánh ả kỹ nữ te xỉu, nhưng âm nang hắn bị thằng nhỏ bóp mạnh hãy còn đau đớn vô cùng. Hắn thấy thằng nhỏ ở bên tường đang lồm cồm bò dậy thì khí tức lại nổi lên, liền vung quyền nhảy sổ lại đánh gã. Thằng nhỏ né mình tránh khỏi, thoi quyền đánh không trúng đại hán liền xoay tay tát thằng nhỏ một cái lộn đi mấy vòng. Bọn gia nhân và điếm thương thấy đại hán hung tàn như vậy, nếu hắn còn đánh nữa thì thằng nhỏ tất bị uổng mạng nhưng không ai dám khuyên can. Đại hán lại vung quyền đánh xuống đầu gã, thằng nhỏ không còn đường tránh bèn nhảy sổ về phía trước, đẩy cửa nhào vào phòng. Thằng nhỏ tiến vào phòng rồi chỉ thấy tối đen không nhìn rõ chi hết. Đột nhiên khi giới đụng nhau bật lên một tiếng, choang, rùng rợn tia lửa bắn tung tóe soi rõ trên giường có một người ngồi. Người này đầu quấn vãi trắng, hình dạng trông mà phát khiếp. Thằng nhỏ bật tiếng la hoảng, úi theo, tia lửa lóe lên một cái rồi tắt ngấm, trong phòng lại tối om. Nhưng nhờ ánh đèn ngoài sảnh đường lọt qua khe cửa chiếu vào gã dần dần nhìn rõ, thì người kia đầu quấn vành khăn trắng tay cầm đơn đao vẫn ra chiêu nhưng rất chậm chạp. Trong bốn tên hung đồ thì hai tên ốm nhất đã nằm lăn dưới đất hiện giờ chỉ còn đại hán cao lớn và lão già sử cặp đoàn kiếm chiến đấu với người kia. Ngòi kia tay phải ôm ngực ho luôn mấy tiếng. Thằng nhỏ tự hỏi người kia đã bị trọng thương, lại bị phát bệnh thì chiến đấu với bọn hung ác đông người thế nào được. Ta nên trốn đi là hơn, nhưng không hiểu tình hình má má bây giờ ra sao. Gã nhờ tới mẫu thân bị gã đại hán uy hiếp và bị đánh ngất thì khí tức lại xông lên đến cổ. Gã đứng trước cửa phòng lên tiếng thóa mạ, quân chó đẻ. Tổ bà quân khốn kiếp, về sau gã càng thốt ra những lời thô tục bằng tiếng Quảng Đông. Nguyên thằng nhỏ này là người Quảng Đông, gã đã đến ở trong kỹ viện Thành Dương Châu mấy năm rồi. Gã đã học được chẳng thiếu câu tục tầng nào ở xứ này. Hiện giờ trong lòng gã nóng này, không làm sao được cứ chửi ôm um lên. Người ngồi trên gường uể oải phóng đao rất chậm chạp, nhưng chiêu số cực kỳ lợi hại. Đột nhiên thanh đơn đau chém nghiêm đi một cái, một tiếng, chát vang lên, đờn đào đã chém xả vai trái gã đại hán cao lớn. Gã đại hán, ối, lên một tiếng kinh thiên động địa, người hắn lảo đảo muốn té, nhưng hắn liều mạng cố gắng chống chọi. Lão giả vung thanh kiếm đâm vào ngực người kia, người kia chuyển động không được linh hoạt lắm, vùng đao lên gạt. Giữa lúc đó bỗng nghe đánh, chát, một tiếng cây tiên của đại hán cao lớn đã đập vào vai phải người kia. Thanh đơn đao của y rớt xuống đánh choang một tiếng. Lão già thấy vậy cả mừng, vừa quát tháo vừa dùng kiếm đâm lẹ tới. Người kia mắt tối sầm lại, xoay tay phóng trường, một tiếng lách cách vang lên, thân hình lão già bị bắn ra ngoài phòng chết tức khắc. Đại hán cao lớn tuy bị thương ở vai mà vẫn còn dũng mãnh phi thường. Hắn vung cây cương tiên đập xuống đầu người kia, người kia đã sức cùng lực kiệt muốn chuyển động thân thân hình để né tránh cũng không thể được, chớ đừng nói đến chuyện kháng cự kể ra sức lực đại hán cũng không còn mấy, hắn hít một hơi chân khi cố đánh chết người kia, trước khi té nhào. Thằng nhỏ thấy cơ nguy, vội xông lại, ôm lấy hai chân tên đại hán kéo về phía sau. Người tên đại hán ít ra nặng đến 250 cân mà thằng nhỏ thì ốm nhom ốm nhách. Nếu là lúc bình thời thì gã có lay chuyển cách mấy cũng không nhúc nhích hắn được. Nhưng hiện thời hắn đã bị thương sắp té, hắn phải cố chống chọi lắm mới đứng lại được thằng nhỏ ôm được chân liền kéo mạnh một cái đột ngột, khiến tên đại hán ngã nằm lăn ra trên vũng máu không nhúc nhích được nữa. Người kia ngồi tên giường ho luôn mấy tiếng rồi cười ha hà hỏi, tên nào có giỏi thì vào đây đánh nữa. Thằng nhỏ xua tay lia lịa ra hiệu bảo y không nên khiêu chiến với bọn người phía ngoài nữa. Lúc lão già bị hất bắn ra ngoài bị đụng mạnh vào cánh cửa. Bây giờ cánh cửa chợt mở ra chợt khép lại một cách tự động ánh đèn ngoài sảnh đường chiếu vào trong phòng soi rõ mặt người kia đã nhuộm đầy máu, coi rất khủng khiếp. Bọn buôn lậu đứng ngoài sảnh đường nhìn không rõ tình hình trong phòng. Chúng chỉ biết bốn người đầu mục của chúng đã bị uổng mạng. Người trong phòng khách thách thức thấy không ai dám vào, lại quát lớn những quân đê tiện kia. Các người không dám vào thì cũng phải giết cho kỳ hết, không để sống sót một mống, chớ chẳng buông tha. Bọn điếm kiếu, những tay anh chị chạy hàng lậu, la lên một tiếng rồi cắm đầu chạy chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã tản đi hết sạch người kia ngồi trên giường cười ha hả rồi bảo thằng nhỏ hài tử người hãy đóng rồi cài then cửa lại thằng nhỏ này rất khâm phục người kia gã giả dạ một tiếng rồi chạy ra đóng cửa gài then rồi từ từ bước lại trước giường trong phòng tối om người kia lại bảo gã người lượm lấy thanh đoàn kiếm ở dưới đất rồi đâm vào ba xác chết mỗi xác đâm mấy nhát bọn chúng đã chết rồi bây giờ có sống lại cũng không phải là những tay kình địch, chẳng có ai đáng ngại. Thằng nhỏ chỉ nhìn thấy lờ mờ cũng lựa một thanh đoản kiếm lên. Trong lòng vẫn còn khiếp sợ, gã cầm kiếm mà vẫn chưa dám động thù. Người kia liền cười hỏi, thằng quỷ nhà gian kia, người chết rồi mà người không dám giết ư. Thằng nhỏ bản tính vốn quật cường nghe nói khích, nổi hào khí, vùng kiếm lên đâm vào thi thể hai hán tử ốm nhất luôn mấy phát lúc gã phóng kiếm đâm vào đại hán cao lớn thì hắn bỗng rên lên một tiếng thằng nhỏ mới sực nhớ ra đại hán này mới bị chém xả vai rồi mất đi chớ chưa chết hẳn gã sợ quá giật bắn người lên thanh đoàn kiếm trong tay rớt xuống đất đánh choang một tiếng người trên giường cười hô hố nói té ra ngươi giết người sống chớ không phải người chết tên đại hán run bần bật một lúc nữa rồi mới chết hẳn người kia khẽ nói ngươi có sợ không thằng nhỏ đáp tiểu tử không sợ, tùy miệng gã nói thế, nhưng thanh âm run bần bật tỏ ra gã đã khiếp vía. Người kia nói: "Ngươi, ngươi." Y dứt lời ngã lăn tựa hồ mất xỉu, suýt té xuống đất. Thằng nhỏ vội chạy lại đỡ y, nhưng người y quá nặng, phải gắng sức đỡ mới được. Gã đặt đầu người kia xuống gối, người kia lại ho sù sụ một hồi rồi cất tiếng lắp bắp: "Trà, lấy trà cho ta, mau lên." Trong phòng bàn nghiêng ghế đổ, bình trà vỡ tan tành thằng nhỏ vội rút then cửa chạy ra ngoài lúc này mẫu thân gã cũng tỉnh lại rồi mụ vừa thấy gã liền ôm choàng lấy mụ mừng quá đến rớt nước mắt hỏi hài tử ngươi ngươi hãy còn sống ư thằng nhỏ cười đáp má má ơi má má còn sống mà hài nhi cũng không chết ngoài sảnh đường bọn điếm thương đã giải tán bỏ đi từ lâu rồi còn bọn gia nhân cùng kỵ nữ sợ hãi luống cuống chẳng biết làm thế nào nhốn nháo cả lên thằng nhỏ cựa mình ra khỏi lòng mẹ, chạy đi lấy bình và chung trà ở trên bàn rồi trở về phòng. Gã toàn rót trà ra chung thì người kia bảo đưa bình đây, thằng nhỏ cầm bình trà đặt vào miệng người kia, ngồi khẽ nâng đầu y dậy. Người kia uống ừng ực một hồi hết quá nửa bình trà, rồi thở phào một cái ra chiều dễ chịu. Y nằm xuống khẽ bảo thằng nhỏ bọn điếm kiêu bị ta giết mấy tên, chắc lát nữa chúng còn tụ lại, mà khí lực ta chưa được phục hồi vậy ngươi nên lánh đi y chống tay ngồi nhổm dậy xong tựa hồ đụng phải chỗ đau bật tiếng rên la thằng nhỏ lại nâng đỡ y thì y bảo ngươi hãy lượm thanh đao cho ta thằng nhỏ lượm thanh đơn đao ở dưới đất rồi đưa vào tay phải người kia người kia từ từ bước xuống giường lảo đảo bước đi thằng nhỏ liền ghé vai phải vào đỡ lấy nách bên trái y người kia nói ta muốn ra ngoài ngươi đừng nâng đỡ ta nữa và phải lánh đi thì hơn nếu để bọn điếm kiêu trông thấy là chúng giết ngươi đó. Thằng nhỏ đáp mẹ kiếp, chúng giết thì giết chớ sợ cóc gì, đã là chỗ bằng hữu cần phải biết nghĩa khí, đại thúc cần có tiểu điệt nâng đỡ cho mới đi được. Người kia nghe gã nói vậy bất giác nổi lên chàng cười ha hả ra chiều khoan khoái. Tiếng cười xen lẫn với tiếng ho sù sù, y lẩm bẩm thằng nhỏ này lại muốn bắt trước người lớn, thế này thì tốt, người kia cười một lúc rồi hỏi, người cũng nói chuyện nghĩa khí ư thằng nhỏ ngừng đầu lên đáp sao lại không nói đã nên nghĩa kim bằng thì cùng nhau hưởng phúc và chia sẻ hoạn nạn mới phải chứ nguyên ở thị trấn dương châu rất nhiều người ưa nói chuyện theo sách vở họ diễn giải luôn luôn những thiên cố sự anh hùng hào kiệt trong chuyện tam quốc chí chuyện thủy hử v v thằng nhỏ suốt ngày đêm ở ca lâu trà quán gã chạy lui chạy tới hầu hạ hoặc đi mua đồ vặt cho họ để được thưởng tiền lúc nào rảnh gã lại đến ngồi bên bàn trà để nghe người ta nói chuyện cổ tích với nhau. Gã leo lẻo mồm miệng mà lại tinh khôn. Ở quán trà, gã gọi khách một điều đại thúc, hai điều đại thúc, nên khách hàng cũng thương yêu mà không nỡ đuổi gã. Gã nhớ chuyện sách rồi nổi anh hùng tính, bây giờ gã thấy người này đã bị trọng bệnh giết liền một lúc được bốn tên đầu mục của bọn điếm kiêu thì đem lòng kính ngưỡng. Gã nhớ được những chuyện anh hùng hảo hán liền buột miệng nói ra. Hồi hai, hay nghe tiếng khóc cường địch mắc mưu người kia ra chiều vui thú nổi lên chàng cười ha ha hai câu này nghe hay lắm lão gia bôn tàu giang hồ hai chục năm trời đã nghe câu phúc cùng hưởng họa cùng chia có đến trăm ngàn lần mà ít khi gặp được người mà lời nói đi đôi với việc làm chúng ta đi thôi thằng nhỏ vẫn ghé vai bên phải và đỏ nách bên trái người kia gã mở cửa phòng tiến ra ngoài sảnh đường mọi người vừa trông thấy người kia đã kinh hãi thất sắc bỏ chạy toán loạn mẫu thân thằng nhỏ la gọi a bảo a bảo người đi đâu đấy thằng nhỏ đáp hài nhi đưa bằng hữu này ra cửa rồi trở vào ngay người kia cười ha hả nhắc lại vị bằng hữu này ha ha ta thành bạn hữu với ngươi rồi thằng nhỏ cũng cười hì hả rào bước ra cửa hai người đi khỏi viện lệ xuân thấy trong ngõ vắng chẳng có ai thì chắc là bọn điếm kêu tự biết đục đầu phải tay kình địch chạy đi kêu cứu binh rồi người kia ra khỏi ngõ hẻm đi trên đường nhỏ y ngừng đầu trông tinh tú trên trời để nhận phương hướng rồi nói, chúng ta đi về phía tây, vừa đi được mấy trường, phía trước có một cỗ xe đi tới. Người kia liền lớn tiếng gọi, xe, người dòng xe ngừng lại, hắn nhìn thấy hai người mình dính đầy máu mà không khỏi lộ vẻ kinh dị, tỏ ý tần ngần. Người kia liền móc trong bọc ra một đĩnh bạc nặng chừng 4,5 lạc bảo người phu xe, ta đưa tiền cho ngươi trước đây gã dòng xe ngó thấy đĩnh bạc khá lớn liền bụng bảo dạ bất luận họ làm cho gì, ta cứ lấy tiền trước rồi sẽ liều. Gã liền dừng xe bỏ cầu thang xuống, người kia liền từ từ di chuyển lên xe, y lại móc trong bọc ra một thoi bạc lớn đưa cho thằng nhỏ nói, tiểu bằng hữu ta đi đây, ta tặng cho người đĩnh bạc này. Thằng nhỏ đã nghe nhiều chuyện nghĩa hiệp biết là những bậc anh hùng hảo hán khi đã kết bạn thì không kể gì tiền bạc. Gã liền lớn tiếng đáp chúng ta giao du với nhau bằng nghĩa khí chờ không phải vì tiền bạc. Thế mà lão bằng hữu lại tặng bạc cho tiểu đệ, chẳng lẽ là muốn coi thường tiểu đệ ư? Thường thế bằng hữu chưa bình phục, tiểu đệ muốn tiễn chân bằng hữu nốt đoạn đường. Người kia ngửa mặt lên trời cười rộ nói, hay lắm, hay lắm, khá khen ngươi là người có ý tứ. Đoạn y cất đỉnh bạc vào bọc, thằng nhỏ nhảy lên xe ngồi bên cạnh người kia, tên phu xe cất tiếng hỏi, khách quan, khách quan định đi đâu? Người kia đáp ta đi núi Đắc Thắng ở phía Tây Thành. Tên phu xe sửng sốt hỏi, lên núi Đắc Thắng ư? Ừ, giữa lúc đêm khuya sao còn ra phía Tây Thành? Người kia buông thõng hai tiếng, đúng thế, hắn cầm đơn đao đập khẽ vào thành xe. Tên phu xe bờ vía vội nói, dạ dạ, đoạn gã buông rèm xe dục lửa kéo ra ngoài thành. Núi Đắc Thắng ở làng Đại Nghi cách thành Dương Châu chừng 30 dặm về phía Tây Bắc. Về đời thiệu hưng nhà Nam Tống. Hàn Thế Trung đã phá tan quân kim ở trên núi này, do đó mà đặt tên là núi Đắc Thắng. Tên phu xe dục lửa đi rất gấp, chỉ trong một giờ đã tới chân núi, gã nói, thưa khách quan. Đến núi Đắc Thắng rồi đây, người kia âm ừ, liếc mắt nhìn thấy chai núi này chỉ cao chừng 7,80 trường. Đáng là một trái đồi nhỏ, không đáng kêu bằng núi. Y liền hư một tiếng, rồi hỏi, còn mẹ nó, đây là núi Đắc Thắng ư? Ừ. Tên phu xe đã, đúng thế thằng nhỏ nói, đây quả là núi đắc thắng thật rồi. Mẫu thân tiểu đệ cùng các chị em hay thường đến siêu hương trên đền anh liệt phu nhân. Tiểu đệ cũng từng tới đây du ngoạn rồi. Người kia nói, tiểu huynh đệ đã nói vậy thì chắc không còn sai nữa. Vậy chúng ta xuống đi. Thằng nhỏ nhảy xuống xe đảo mắt nhìn quanh bốn mặt chỉ thấy tối mò, gã nghĩ bụng, phải rồi, chỗ này rất hoang lương hẻo lánh, ẩn nấp nơi đây chắc bọn điếm kêu không tìm tới được. Tên phu xe chỉ sợ con người mình đầy những máu, bắt gã trở đi nơi khác, liền lập tức bắt đầu lừa quay lại, hắn vung roi lên toan cho xe chạy. Bỗng người kia nói, khoan đã, người đưa chú nhỏ này về thành. Tên phu xe vâng lời, nhưng thằng nhỏ nói ngay, tiểu đệ ở lại đây với lão bằng hữu cho có bạn. Sáng sớm mai tiểu đệ còn đi mua bánh cho lão bằng hữu. Người kia nói, người muốn bầu bạn với ta thật ư thằng nhỏ đáp không có người phục thị lão bằng hữu thì sao cho tiền. Người kia cười ha hà bảo tên phu xe, vậy ngươi đánh xe về đi. Tên phu xe chỉ giả một tiếng rồi cho xe chạy ngay. Người kia đi tới phiên đá ngồi xuống, y thấy cỗ xe lửa đã chạy xa rồi. Bốn bể yên lặng như tờ, không một tiếng động. Đột nhiên người kia lên tiếng quát, hai tên tiểu tặc nào đứng sau cây liễu hãy trường mặt ra cho lão ra coi thằng nhỏ nghe người kia quát hỏi không khỏi giật mình kinh hãi tự hỏi chẳng lẽ ở đây còn có người khác nữa ư sao ta không nhìn thấy gã chú ý nhìn thì quả nhiên thấy phía sau cây liễu có hai người chậm chạp tiến ra đêm đã khuya dưới ánh sao lờ mờ gã không nhìn rõ thấy mặt mà chỉ thấy chung quấn vải trắng trên đầu gã biết ngay những tên này ở cùng bọn điếm kiêu trong tay mỗi tên cầm một thanh cương đao đạo quang lấp loáng trong bóng tối hai tên tiến ra mấy bước rồi dừng lại không nhúc nhích. Xem chừng chúng vẫn rụt rẻ e ngại, sợ oai người kia nên không dám tới gần. Người kia lại lớn tiếng thoá mạ những quần đê hèn khốn kiếp kia. Bọn mi đã theo dõi lão gia từ lệ xuân viện đến đây. Sao bây giờ lại không dám xông ra quyết một trận tử chiến cho đáng mặt anh hùng hảo hán, còn đứng đó làm chi? Bỗng thấy hai đại hán thì thầm bàn nhau mấy câu rồi chờ gót chạy nhanh như biến người kia vọt mình đi toan rượt theo, đột nhiên y rú lên một tiếng, úi theo, rồi ngồi phệt xuống, nguyên y sau khi bị trọng thương, nội lực tiêu tan, không còn sức để hành động nữa. Thằng nhỏ thấy vậy rất đỗi lo âu, tự hỏi, cỗ xe lừa đã trở về thành mà lão bằng hữu lại bị trọng thương. Nếu bọn cường đạo kéo đông người tới tập kích thì nguy hiểm vô cùng. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bỗng gã khóc quả lên gã vừa khóc vừa la rùm lão bằng hữu lão bằng hữu đau đớn lắm ư nếu lão bằng hữu chết đi mà bọn chúng tới đây thì tiểu đệ biết làm thế nào hai tên điếm kiêu đang chạy trối chết chợt nghe thằng nhỏ khóc thét liền dừng chân quay đầu nhìn lại sau chúng nghe thằng nhỏ la hoàng mấy câu thì trong bụng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm một tên hỏi tên gian tặc đã chết rồi chăng tên kia đáp hắn đã bị thương cực kỳ trầm trọng thì còn sống làm sao được lâu huống chi hắn lại vận tàn lực để rượt theo mà bị té nhau chắc hắn chết rồi nên thằng quỷ con này mới gào thét la gọi như vậy tên này lại nói dù hắn chưa chết đứt chúng ta cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa bây giờ cứ chặt đầu hắn đi đồng thời hạ sát cả tên tiểu quỷ này rồi trở về báo cáo tắt được trọng thương tên thứ hai nói nhất định là thế chúng ta được dịp đại phát tài đoạn hai tên nắm chặt đốc đao từ từ tiến lại thằng nhỏ vẫn dậm chân đấm ngực kêu khóc om sòm rất thảm thiết. Gã vừa khóc vừa gọi, lão huynh, vì lẽ gì lão huynh lại chết một cách đột ngột, nếu bọn điếm kêu tới đây thì làm thế nào? Hai tên điếm kêu nghe vậy mừng quính, không đề phòng chi nữa, nhảy vọt tới nơi. Một tên lớn tiếng quát, quân ác tặc này, người chết thật đáng kiếp, chẳng còn oán ai được nữa. Một tên túm lấy thằng nhỏ, còn một tên vung đao toan chém vào cổ người kia thì đột nhiên đao quang lóe mắt. Tiếp theo một cái đầu bay vọt đi, loạt doạt một tiếng, thế là tên vung đao chưa kịp chém đã mất đầu. Còn tên túm lưng thằng nhỏ bị rạch một đường dài từ ngực xuống dưới bụng. Người kia nổi lên chàng cười hô hố, rồi lồm cồm bò dậy. Thằng nhỏ vừa khóc vừa nói, trời ơi, sao cả hai vị điếm kiêu lại rủ nhau xuống chầu Diêm Vương. Bây giờ biết lấy ai chạy về báo tin, gã nói tới đây không nhịn được nữa lăn ra mà cười người kia cũng cười khành khạch ra chiều đắc ý, biết gã mưu mô, cất tiếng khen, thằng nhỏ này đã thông minh được việc, lại đóng kịch rất tài. Nếu người không khóc lóc như vậy thì hai tên khốn kiếp kia khi nào dám tới gần. Thằng nhỏ nở một nụ cười thỏa mãn đã, muốn khóc giả vờ đâu phải chuyện dễ dàng. Mỗi khi ra mẫu đánh tiểu đệ, roi chưa đập vào người, tiểu đệ đã la làng. Thế là má tiểu đệ không nỡ đánh mạnh nữa. Người kia hỏi, tại sao má má lại đánh ngươi? Thằng nhỏ đáp cái đó không nhất định, có khi vì tiểu đệ lấy cắp tiền, cũng có lúc vì khuấy nhiễu những người trong viện. Người kia bụng bảo dạ trong kỹ viện toàn là hạng lừa lọc, lưu manh để kiếm tiền. Thằng nhỏ này còn nhỏ tuổi mà đã tinh quái phi thường. Mấy tên điếm kiêu lão luyện kia còn bị gã gạt đến phải uổng mạng, thì những người khác tránh sao cho khỏi cảm bẫy của gã. Bất giác y buông tiếng thở dài nói nếu ta không giết được hai tên theo dõi ta thì thật là nguy hiểm nhưng sao lúc ngươi khóc giả vờ lại không kêu ta bằng lão gia đại thúc mà xưng là lão huynh thằng nhỏ đáp đã là chỗ bạn hiểu dĩ nhiên tiểu đệ phải kêu bằng lão huynh chớ hồ lão gia thế nào được nếu lão huynh muốn người ta kêu bằng lão gia thì còn đâu là tình bạn hiểu người kia cười rộ hỏi tiểu bằng hiểu tên ngươi là gì thằng nhỏ đáp tên tánh đại danh của tiểu đệ là tiểu bảo người kia cười nói tiểu bảo mới đại danh còn tôn tánh là gì thằng nhỏ trao mày đáp tôn tánh của tiểu đệ là vi mẫu thân thằng nhỏ ở trong kỹ viện tên là vi xuân hoa còn cha gã là ai thì dù hỏi đến mẫu thân gã cũng khó biết đường trả lời trước nay mọi người đều kêu gã là tiểu bảo không ai hỏi đến họ gã bao giờ gã nghe người kia hỏi liền bột miệng trả lời theo họ của mẫu thân gã thằng nhỏ này sinh trường ở nơi kỹ viện toàn tay nghe mắt thấy những lời dâm đãng đàng điếm chẳng được học hành gì. Sở dĩ nó biết mấy câu xảo ngữ là nhờ ở tính thông minh, cùng trí nhớ mà học lóm được. Gã thường nghe khi người ta hỏi tên, họ thường nói đến bốn chữ, tôn tính đại danh, thì gã cũng bắt trước. Chờ gã có biết đâu khi nào mình hỏi đến người khác thì mình mới dùng đến bốn chữ đó, còn mình tự xưng mà dùng đến tôn tính đại danh, thì không thể được. Tiếp theo gã hỏi lại người kia, tôn tính đại danh của lão huynh là gì? Người kia mỉm cười đáp, ngươi đã coi ta là bằng hữu thì ta chẳng cần giấu ngươi làm chi. Ta họ Mao tên gọi thập bát, chữ Mao đây nghĩa là cây cỏ, chớ chẳng phải Mao là lông. Mao thập bát chính thị là ta. Tiểu bảo, ủa, một tiếng rồi giật bắn người lên nói, tiểu đệ nghe người ta đồn, quan nha đang truy bắt lão huynh. Người ta bảo lão huynh là giang dương đại đạo gì đó. Mao thập bát ừ một tiếng rồi hỏi, đúng lắm, người có sợ ta không? Tiểu bảo cười đáp việc cóc gì mà sợ. Tiểu đệ chẳng có tiền bạc châu báu chi hết. Dù có chăng đi nữa. Chẳng lẽ lão huynh lại cướp của tiểu đệ. Mặc dù lão huynh là giang dương đại đạo. Mặt khác những bậc anh hùng hảo hán trong chuyện thủy hử như Lâm Sung. Võ Tòng chẳng phải là cường đạo đấy ư. Ừ. Mao thập bát cả mừng reo lên. Tiểu huynh đệ. Người đem ta ví với Lâm Sung. Võ Tòng là một điều rất hay. Thập bát ngừng lại một chút rồi hỏi. Việc quan nha muốn bắt ta. Người đã được nghe ai nói đến. Tiểu bảo đáp khắp nơi trong thành Dương Châu đều niêm yết, bản văn đã nêu rõ việc chóc nã Giang Dương đại đạo Mao Thập Bát. Trong bản văn có nói rõ là hễ gặp Mao Thập Bát là cứ việc giết bò. Ai giết chết được Mao Thập Bát thì được thưởng 5.000 lạng bạc. Người nào biết được Mao Thập Bát ở đâu, chạy đi báo tin cho quan phủ, sau khi bắt được tên đại đạo này thì cũng được thưởng 3.000 lượng. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp, hôm qua tiểu đệ ở trà quán lại được nghe những khách đến uống trà bảo nhau, bản lãnh của Giang Dương đại đạo nào phải tầm thường dễ gì có người dám bắt hay giết hắn được. Họa chăng có kẻ rình biết đích xác hắn ở đâu, đi báo quan để lấy ba ngàn lạng bạc tiền thường cũng đã là một dịp may lắm rồi. Mao thập bát quay đầu nhìn thằng nhỏ hư một tiếng, trong lòng tiểu bảo bỗng nảy ra một ý nghĩ, giả tỉ mình lãnh được ba ngàn lãng bạc tiền thường thì có thể trả nợ cho má má để chụp người ra, khỏi phải chìm đắm trong lệ xuân viện. Bằng má má không chịu ra thì với món tiền lớn này cũng đủ cho mẹ con mình tiêu xài, ăn uống thả cửa, cờ bạc lu bù, đến mấy năm cũng chưa hết được. Mao thập bát vẫn nhìn chằm chập vào mặt tiểu bảo, khiến gã phát cáu hỏi, lão huynh đang nghĩ gì vậy? phải chăng lão huynh đoán ngầm trong bụng là tiểu đệ muốn đi báo quan để lãnh thường mao thập bát đáp đúng thế bạc trắng khiến người sinh lòng ham muốn là thường tiểu bảo tức giận văn tục mẹ kiếp con người đem bán rẻ bằng hữu ham tiền bạc thì còn nói chi đến nghĩa khí giang hồ mao thập bát cười xòa đáp cái đó khó mà biết được tiểu bảo càng tức giận hơn hỏi lại lão huynh đã không tin tiểu đệ thì sao nói rõ tên họ cho tiểu đệ biết trên đầu lão huynh đã quấn vải trắng gương mặt lại khác hẳn hình vẽ trên bản văn, lão huynh mà không tự xưng là Mao Thập Bát thì chẳng ai nhận ra được. Mao Thập Bát nói, người đã bảo chúng ta cùng hưởng hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn, mà ta không dám nói tên thật cho ngươi hay thì còn đạo bằng hữu cái con khỉ gì nữa. Tiểu bảo hả hê nói, đúng thế, đừng nói năm ba ngàn lạng bạc, mà đến ba mươi ngàn hay ba trăm ngàn, tiểu đệ cũng quyết tâm chẳng đi cao tố nhưng trong lòng gã tự hỏi giả tỷ ta có muốn tiền thưởng lớn đến như vậy thì có nên đem bán rẻ bằng hữu không bỗng gã lộ vẽ ngẩn ngơ không quyết định mao thập bát nói vậy là hay lắm chúng ta hãy ngủ một giấc để trưa mai còn đi đón hai người bạn đến kiếm ta ta đã ước hẹn với họ là gặp nhau trên núi đắp thắng phía tây thành dương châu vụ này đã thành quyết định rồi không thể sai lời hứa hẹn được tiểu bào đã chật vật suốt ngày mí mắt nặng trĩu tỏ ra mỏi mệt Gã nghe Mao Thập Bát nói vậy liền tựa lưng vào gốc cây ngủ ngay. Sáng hôm sau lúc gã tỉnh dậy đã thấy Mao Thập Bát hai tay ôm ngực ngó về phía mặt trời mọc. Mao nhắm mắt điều hòa hơi thở. Sau một lúc lâu y mới mở bừng mắt ra cười hỏi, tiểu huynh đệ cũng dậy rồi ư. Người hãy lôi hai xác chết này vào dạng cây kia rồi mài ba lưỡi đao đó đi. Tiểu bảo vâng lời lôi hai xác chết ra sau dạng cây. Lúc này mặt trời đã lên cao, gã mới nhận rõ diện mạo Mao Thập Bát thấy hắn và chạc bốn chục tuổi. Nét mặt gã và da thịt đã sần sùi, nhưng cặp mắt sáng loáng, thần sắc oai nghiêm. Gã liền cầm ba thanh đao đến bên lạch nước mài vào tảng đá. Mài đao xong gã nói, tiểu đệ đi mua bánh bao và dầu cháo quẩy về cho lão huynh nhé. Mao thập bát hỏi, ở chốn hoang sơn dã lĩnh này thì làm gì có bánh bao cùng dầu cháo quẩy? Tiểu bảo đáp, bên kia cách đây không xa mấy, có một thị trấn nhỏ. Mao đại ca, bên mình đại ca có tiền bạc gì cho tiểu đệ mượn vài lạng xài được không? Mao thập bát vừa cười vừa lôi ra một đỉnh bạc nói, cái gì của đại ca thì cũng như của tiểu huynh đệ. Ta với người cũng như một người, người cứ cầm lấy mà xài, hà tất nói đến chuyện vay mượn. Tiểu bảo cả mừng nghĩ bụng, vị hảo hán này đối với ta như tình bằng hữu thật sự rồi, cho dù có 300 vạn lạng bạc tiền thưởng, ta cũng không thể báo quan được. Gã đón lấy đỉnh bạc hỏi: "Đại ca có cần mua thuốc trị thương không?" Mao Thập Bát đáp: "Không cần, ta có đem thuốc theo đây rồi." Tiểu Bảo nói: "Hay lắm, tiểu đệ đi đây, mau đại ca cứ yên lòng." Dù họ có bắt được tiểu đệ đem chặt đầu, tiểu đệ cũng quyết không xưng ra đại ca là Mao Thập Bát. Mao Thập Bát thấy gã nói bằng một giọng chân thành thì lẩm nhẩm gật đầu, ra chiều vừa ý, vì tiểu Bảo tự nói một mình: "Đại ca còn có những ông bạn nào sắp tới?" vậy ta phải mua một bình rượu và mấy cân thịt bò mao thập bát nghe tiếng hớn hở nói có rượu thịt thì hay lắm người đi mau rồi về đây ăn no một bữa xong hãy đánh nhau càng tốt vì tiểu bảo sướng sốt hỏi đánh nhau ư sao lại đánh nhau mao thập bát đáp dĩ nhiên là có cuộc quyết đấu ta đã ước hẹn với người đến núi đắc thắng để tỷ đấu không thì lần mò tới đây làm chi vì tiểu bảo la lên một tiếng rồi nói trời ơi người đại ca còn bị thương thì đánh nhau thế nào được? Cuộc tỷ đấu này hãy hoãn lại, chờ thương thế của đại ca khỏi rồi sẽ đánh nhau cũng chưa muộn. Có điều, có điều đáng ngại là người ta không chịu. Mao thập bát đáp hư, người ta là anh hùng hảo hán nổi danh, sao lại không chịu? Chỉ có ta đây không chịu mà thôi, bữa nay là 29 tháng 3 phải không? Nửa năm trước chúng ta đã có cuộc giao ước rồi, sau đó ta bị quan nha bắt được nhốt vào lao tù. Nhưng ta vẫn nhớ lời ước cũ mà phải tới đây Ta đành vượt ngục ra đi Lúc vượt ngục ta đã giết hết mấy người Nên trong thành dương châu mới náo loạn cả lên Treo dài thường chóc nã lão ra Mẹ kiếp Có lẽ số kiếp bị hung tin chiếu mệnh mới gặp phải ưng trào tử Ta đã giết chết bọn họ 8 người mà mình cũng bị thong một chút mới thật là suối quầy Vì tiểu bảo nói Hay lắm Tiểu đệ đi mua đồ ăn rồi về ngay Để đại ca ăn uống xong rồi thì hãy đánh nhau Đoạn gã cất bước chạy đi rất mong, gã chuyển qua mấy khúc quanh sườn núi chừng 7,8 dặm thì đến tiểu thị trấn. Gã tính thầm trong bụng, mao đại ca đã bị thương đến nổi đi không được thì làm sao chiến đấu lại bên địch. Y còn bảo đối phương là anh hùng hảo hán nổi danh thiên hạ thì nhất định bản lãnh phải cao thâm. Ta phải làm thế nào giúp đỡ đại ca mới được. Gã mua hơn chục bánh bao, tám cái dầu cháo quẩy mới mất có hơn hai chục đồng. Trong tay gã cầm tiền bạc thì trong lòng ngứa ngáy. Trong đời gã, chưa bao giờ gã có nhiều bạc như thế này. Bây giờ gã phải tậu xài một phen cho sướng. Gã chạy tới tiệm bán thịt nóng, mua một cân thịt bò chín, một cân vịt quay, rồi lại đi mua một bình hoàng tử. Gã thấy trong tay hãy còn nhiều tiền, chợt nghĩ ra ta đi mua một ít dây về biện thừng để trồng vào chân ngựa khi hai bên tỷ đấu. Đối phương mà không cẩn thận là vấp phải dây thòng lọng té xuống. Mao đại ca chỉ việc cầm đao chém chết họ là xong gã nhớ tới chuyện ông thầy dạy học nói chuyện cổ tích, một viên đại tướng đang giao phong trên trận địa. Chân ngựa vấp dây, ngựa ngã xuống hất đại tướng ngã theo. Bền địch vùng đao lên chém, lập tức viên tướng kia bị chặt thành hai đoạn. Gã nghĩ tới chuyện này liền hối hả đi mua dây nhờ. Gã đến trước một tiệm tạp hóa, bỗng thấy trong tiệm có bảy bốn cái thùng lớn. Một thùng đựng gạo trắng, một thùng đựng đậu vàng, một thùng muối và một thùng thạch vôi vì tiểu bảo lại nghĩ ngay đến năm ngoái bang tư diêm cùng người chiến đấu ở bên cầu tiên lão bị người ta dùng thạch vôi liệm vào mắt thành ra đang thắng mà thành bại sao ta không nghĩ đến cách này thế rồi gã không mua dây nhựa nữa mà mua hai túi thạch vôi đeo trên lưng trở về mao thập bát vẫn nằm ngủ bên gốc cây hắn nghe tiếng bước chân liền tỉnh dậy ngay hắn mở bình rượu ra uống luôn hai hớp lớn tiếng khen ngon đoạn hắn hỏi tiểu bảo người có uống không vì tiểu bảo trước nay chưa từng uống rượu nhưng bây giờ muốn lên mặt anh hùng hảo hán gã đón lấy bình rượu uống một hơi hắn cảm thấy một luồng nhiệt khí xông vào bụng lập tức nổi cơn ho mao thập bát cười khanh khách nói tiểu anh hùng chưa học được công phu uống rượu bỗng nghe từ phía xa xa có tiếng rõng rạc hỏi vọng lại thập bát huynh lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ hồi bạc và hảo hán đại chiến quan binh mao thập bát đáp ngô huynh cùng vương huynh coi hai vị đều có vẻ tráng kiện lắm, vì tiểu bảo chống ngực đánh hơn chống làng. Gã vừa đốt nửa chiếc bánh bao vào miệng, quên cả nhai nuốt, ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy trên đường lớn có hai người đang rảo bước đi tới. Hai người đi có vẻ ung dung không lật đật mà so với người thường ra sức chạy còn lẹ hơn nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt, một người đã già, tròm dâu bạc trùng xuống trước ngực, nhưng nét mặt sung túc thịt là thịt, chưa có một vết răn reo nước da hồng hào, coi chẳng khác thằng nhỏ 15,16 tuổi. Còn người nữa vào hạng trung niên cờ 40 tuổi, người này thấp lùn mà béo chụt, đầu hói nhằn thín như trứng gà bóc vỏ. Mao thập bát chắp tay nói, hai chân tiểu đệ cử động khó khăn không thể đứng lên thi lễ được. Lão đầu hói nhíu cặp chân mày, còn lão già cười hỏi, Mao huynh hà tất phải khách sáo, vì tiểu bảo bụng bảo dạ, Mao đại ca là người thật thà quá. Trần Y bị thương sao lại nói cho người ta biết? Mao Thập Bát nói, ở đây có rượu thịt, mời hai vị xơi một chút nhé. Lão giả đáp, như vậy thật quế quả Mao huynh quá, lão nói rồi ngồi xuống bên Mao Thập Bát, đón lấy bình rượu. Vì Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng, té ra hai vị này là bạn hữu của Mao đại ca, chớ không phải đến đánh nhau. Nếu vậy thì thật là hay, đại ca được thêm hai viện thủ thì lát nữa địch nhân có đến, tất họ rút đao trợ chiến nhưng hai người này lại không đeo binh khí, chẳng hiểu họ có biết võ công hay không. Lão già cầm bình rượu kề vào miệng toan uống, thì người hói đầu vội nói, ngô đại ca, đại ca không nên uống. Thành âm hắn rất vang dội làm chấn động màng tai, khiến cho vi tiểu bảo phát sợ lùi lại một bước. Lão già trưng hưởng, rồi lại cười ha hã nói, thập bát huynh là tay hảo hán cương trực, chẳng lẽ còn bỏ thuốc độc vào trong rượu. Dứt lời, lão nâng bình rượu lên mà ốc ừng ực. Đoạn lão đưa bình rượu cho người hói đầu nói, ông bạn mà không uống rượu này là thất lễ với bằng hiểu. Người hói đầu lộ vẽ ngần ngừ, nhưng dường như hắn kính sợ lão già, không dám trai ý, hắn đón lấy bình rượu vừa kê vào miệng thì mau thập bát lại nói, rượu còn ít lắm, vương huynh đã không thích uống thì dành cho tiểu đệ. Đoạn hắn dốc bình rượu nốc ưng ực liền hai hơi, người hói đầu thẹn đỏ mặt lên, hắn ngồi xuống bốc miếng thịt bò ăn. Mao thập bát nói, tiểu đệ xin giới thiệu cùng hai vị một người bạn tốt. Hắn trỏ vào lão già nói, vị này là ngô lão gia, ngoại hiệu là đại bàng. Người giang hồ kêu bằng ma vân thủ, môn quyền cước của y trên đời hiếm có tay đối thủ. Lão già cười nói, Mao huynh đúng quá khoa trương ngô mộ. Lão vừa nói vừa liếc mắt hai bên, không thấy một người nào khác nên không khỏi ngạc nhiên. Mao thập bát lại trò vào người hói đầu nói, đây là vương sư phó vương đàm ngoại hiệu là song bút khai sơn. Thập bút của y mà múa lên thì quỷ khốc thần sầu Người hói đầu đáp Mao Huynh lại nói giỡn rồi. Tại hạ là một tên bại tướng dưới tay Mao Huynh, khi nghĩ tới rất lấy làm hổ thẹn. Mao thập bát nói, tiểu đệ không dám, đoạn hắn trò vào vi tiểu bảo nói, tiểu bằng hữu đây là người anh em mới kết giao của tại hạ. Hắn vừa nói tới đây, hai lão ngô vương không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau rồi ngó chầm chập vào vi tiểu bảo. Họ không sao hiểu ra được thằng nhỏ mới 12,13 tuổi khô như que củi, gây khẳng gây kheo này lai lịch như thế nào. Bỗng nghe Mao Thập Bát nói tiếp vị tiểu bằng hiểu này họ vi tên tiểu bảo, người giang hồ kêu bằng, kêu bằng, ô ngoại hiệu y là, là hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp là tiểu bạch long có tài bơi lội hơn đời, y có thể nằm phục dưới nước ba ngày ba đêm bắt tôm cá sống mà ăn, nét mặt vẫn thản nhiên. Hắn biết vì tiểu bảo chẳng có chút võ công nào, hai lão ngô, vương chỉ vương tay là túng được. Huống chi họ là những tay lão luyện giang hồ chỉ trông người cũng biết thì giấu giếm làm sao được. Mao thập bát liền nghĩ ra một kế, bảo gã có nghề bơi lội phi thường. Nguyên hai lão ngô, vương đều là hào kiệt phương Bắc, không biết bơi lội, thì chẳng thể nào hiểu được chân giả. Mao Thập Bát lại nói tiếp, ba vị đều là trồ bằng hữu, nên thân cận với nhau đi. Hai lão Ngô, Vương chắp tay nhìn Vi Tiểu Bảo nói, bọn tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi. Vi Tiểu Bảo cũng chắp tay đáp, tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi. Miếng bánh bao còn ở trong miệng gã chưa nuốt xuống thành ra tiếng nói u u không được rõ ràng. Gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm, gã nghĩ bụng, Mao đại ca thổi phồng ta lên, thực ra ta có phải là hảo hán giang hồ gì đâu? cáo mượn oai hùng xem chừng khó trôi lắm, chỉ trong khoảnh khắc bốn người ăn uống hết sạch rượu thịt. Vương Đàm là người ăn khó nhất, lúc mới ngồi vào bàn hắn còn dè đặt mời người nọ người kia, nhưng sau bốc ăn lia lia. Bao nhiêu bánh bao dầu cháo quẫy, thịt bò đều hết sạch. Một mình Vương Đàm ăn uống bằng cả ba người kia, mau thập bát ăn rồi đưa tay lên chùi miệng. Hắn nói, ngô lão huynh, người bạn nhỏ chỉ chuyên nghề bơi lội, còn võ công trên bộ thì thực tình hắn chưa rèn luyện chút nào vậy bữa nay buộc lòng tiểu đệ một mình phải chọi với hai vị lão huynh như thế không có nghĩa là tiểu đệ coi thường hai vị ngô đại bàng nói theo thiền ý của tại hạ thì cuộc ước hẹn bữa nay nên lùi lại nữa năm nữa mao thập bát hỏi ngay tại sao vậy ngô đại bàng đáp vì mao huynh còn mang thương tích trong mình dù sao cũng không thể trổ hết võ công được như lúc bình thường như vậy chúng ta có thắng mao huynh cũng là bất võ trái lại chúng ta mà bại thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa mao thập bát cười khanh khách nói trong mình tiểu đệ thương tích chưa lành cái đó không có gì đáng kể nhưng vụ rời lại nửa năm thì thật là điều khiến cho chúng ta phải bận tâm dứt lời mao thập bát tay trái vịn vào cành cây để đứng dậy tay phải cầm thanh đơn đao hắn nói tiếc ngô lão huynh trước nay ưa đánh tay không đã đành còn vương huynh thì xin rút binh khí ra đi. Vương đàm đáp được lắm, rồi gã thò tay vào trong tay áo rút ra một cặp phán quan bút. Ngô đại bàng nói, mà huynh đã nói vậy thì ta tỷ đấu ngay đêm nay cũng được. Nhưng vương hiền đệ nên đứng ngoài lược trận để ngu huynh ra tỷ đấu. Trường hợp mà tiểu huynh không địch nổi, vương đệ sẽ tiếp tay cũng chưa muộn. Nguyên Ngô Đại Bàng vốn là tay anh hùng nổi tiếng trong võ lâm mà nay y tỉ võ với một kẻ trong người còn mang thương tích là một điều mà y không muốn. Huống chi lấy hai người chọi một thì còn thú gì? Vương Đàm đáp ngay, tiểu đệ xin y lời. Đoạn gã lùi lại ba bước, Ngô Đại Bàng ngửa bàn tay trái lên, tay mặt vung thành vòng tròn khẻ phóng một trường tấn công Mao thập bát. Mao thập bát đưa đơn đao tranh trách lên chém xéo và bả vai ngô đại bàng. Ngô Đại Bàng liền cúi người xuống luồn qua lưỡi đao xông lại rồi phóng tay trái vào cạnh sườn đối phương. Mao thập bát liền nghiêng mình chuyển người qua sườn thân cây. Bỗng nghe đánh binh một tiếng, lá cây chốt xuống như mưa. Phát trường của Ngô Đại Bàng đã đập trúng thân cây. Cây này cao đến năm sáu trường, thân cây rất lớn. Thế mà trưởng lực của Ngô Đại Bàng làm rung động đến cành lá rơi rụng thì đủ biết nội lực của y mãnh liệt đến chừng nào. Mao thập bát lớn tiếng khen, trưởng lực ghê quá, đồng thời vung đao chém tạt ngang. Ngô đại bàng tung vọt người lên rồi từ trên cao xả xuống. Tròm dâu bạc của lão bay phất phới, tư thế coi thật đẹp mắt. Mao thập bát lại phóng ra chiêu, tay phong đảo huyết. Hắn đưa thanh đơn đao từ dưới hất lên. Ngô đại bàng người còn lơ lưỡng trên không thấy thế đao ác liệt liền lộn nhào đi một vòng rồi nhảy vọt sang bên né tránh. Lão họ Ngô gần 70 tuổi mà thân thủ mau lẹ hơn cả hàng niên thiếu. Mao thập bát hơi đơn đao toan đâm thẳng vào bụng dưới đối phương. Thế đao của hắn vừa mau vừa mạnh mà Ngô đại bàng nhào lộn người trên không tránh khỏi, vậy thân pháp của lão khó có người bì kịp. Vì tiểu bảo từ nhỏ tới lớn, bữa nay mới được coi một trận đấu cực kỳ nguy hiểm. Gã thấy Ngô đại bàng chợt tiến chợt lui, song trường vung lên chém xuống thỉnh thoảng đập trúng thân cây khiến cành khô gầy rắc rắc lá rụng tơi bời. Gã nghĩ thầm nếu trưởng lực lão này mà đánh trúng Mao đại ca thì thật là nguy. Gã đưa mắt nhìn Mao thập bát thấy hắn mua tít thanh đơn đao tỏa ra một làn ngân quang lấp loáng bao quanh để bảo vệ thân mình. Ngô đại bàng mấy phen xông vào đều bị đao quang đẩy lùi lại. Cuộc tỷ đấu hai bên đang đi vào giai đoạn gay gâu, bỗng nghe tiếng vo ngựa vồn dập chạy tới. Toán người ngựa này đông tới mười mấy người đang phi nước đại. Bọn chúng ăn mặc ra kiểu quan quân nhà thanh. Khi tới gần, chúng lập tức tãn ra thành vòng tròn vây bốn người vào giữa. Tên thủ lỉnh lên tiếng quát, hãy dừng tay, chúng ta vâng lệnh đến đây chóc nã tên Giang Dương đại đạo mau thập bát. Hắn đã vượt ngục và sát hại quan quân. Những người ngoài không liên quan gì đến gã mau lùi lại hết. Ngô đại bàng nghe tiếng liền dừng tay lại nhảy ra ngoài vòng chiến. Mao thập bát lên tiếng, ngô lão huynh, những người này chỉ theo dõi một mình tiểu đệ. Vậy các vị hãy yên tâm, ngô đại bàng hướng về phía quan quân nói lớn, Mao thập bát là người dân lương thiện, tuân theo phép nước, sao lại bảo hắn giang dương đại đạo? Hay là các vị nhận lầm người rồi không? Tên thủ lãnh cười lạt đáp nếu gã họ Mao là người dân lương thiện thì khắp thiên hạ chẳng có ai là cường đạo. Gã họ Mao kia, ai đã gây nên vụ án vượt ngục, giết người tại thành Dương Châu vừa qua? đã là hảo hán thì mình làm minh chịu, đừng để liên lụy đến người khác. Người hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta, mau thập bát đáp các vị hãy chờ một chút để coi tại hạ cùng ngô lão gia tỷ đấu xem ai thắng ai bại rồi sẽ tính. Đoạn hắn quay lại bảo ngô đại bàng, ngô lão gia, bữa nay chúng ta không phân thắng bại mà phải chờ nửa năm thì biết đâu họ mau này chẳng còn sống được đến đó chăng. Viên quan quân quát lên, ba người kia nếu không phải đồng lõa của Mao Thập Bát thì bỏ đi cho lẻ kẻo mang lụy vào mình. Mao Thập Bát nổi nóng lại văng tục, còn mẹ nó, làm gì mà quát thượng quát hạ? Tên thủ lãnh bọn quan quân hỏi, hai vị vừa chiến đấu với Giang Đương Đại Đảo thì chắc không phải cùng bè đảng với hắn. Vị này dâu trắng mặt mũi hồng hào, trồ tài ngay lúc chơi vơi trên không, thân thủ mau lẹ phi thường. Phải chăng là ma thiên văn ngô đại bàng lão gia? Ngô đại bàng đã không dám, chính tại hạ vị quan quân kia lại nhìn vương đàm hỏi, vị này đầu hói lại chuyên sử cặp phán quan bút thì hẳn là song bút khai sơn vong đàm phải không? Vương đàm chỉ ập ừ chớ không đáp lại. Ngô đại bàng nhìn kỹ lại tên thủ lãnh bọn quan quân thấy người này chạc 45,46 tuổi. Thanh âm của hắn tuy không hùng hồn cho lắm nhưng giọng nói rành mạch và đưa đi xa tới mười mấy trường. Ở nơi đồng không bông hoãnh lõa hơi, mà tiếng nói đi xa thì đủ biết nội lực của hắn không phải tầm thường. Ngô Đại Bàng không ngờ trong bọn quan quan hiện nay cũng có những tay cao thủ như vậy. Lão tiếp tục quan sát nhũng người đồng đội với hắn, thấy tên nào cũng có cặp mắt lấp loáng, huyệt thái dương nhô lên. Hiển nhiên toàn là những tay bản lãnh cao còng, lão chợt thấy trên ngựa của tên thủ lãng có thắc cây Nguyễn Tiên đen xì mà có răng cưa chỉa ngược lên, liền nghĩ ra hắn là ai. Lão hỏi, lão phu nghe Hắc Long Tiên Sư Tùng là tay hào kiệt nổi tiếng giang hồ vậy mà cũng theo hùa với triều đình hiện tại rồi ư? tên thủ lãnh bọn quan quân chính là hắc long tiên sử tùng, sử tùng nghe ngô đại bàng nói vậy hơi đỏ mặt lên nói, ngao thiếu bảo ở bắc kinh là một nhân vật tính nể hiền sĩ, tôn trọng người tài, đã mời tại hạ ra giúp việc triều đình. các vị đây đều là anh hùng hảo hán nên ngao thiếu bảo phái tại hạ đến mời cộng tác. bọn tại hạ từ kinh đô tới đây cũng là phụng mạng đi mời Mao huynh vào thành không ngờ Mao Huynh lại vượt ngục ở Dương Châu, đến nay mới được gặp mặt. Ngô Đại Bàng chỉ ủa một tiếng, chớ không nói gì. Mao Thập Bát hỏi, Ngao Bái tự xưng là người dũng sĩ đệ nhất ở Mãn Châu, không hiểu võ công hắn như thế nào. Sử Tùng đáp, Ngao thiếu bảo bản lãnh nghiêm trời, võ công cay thế. Thiếu bảo đã có phen dụng quyền đấm chết con châu điên ở chợ Đông An, Bắc Kinh. Tên Giang Dương Đại Đạo kia, ngươi biết chưa? Mao Thập Bát lại thóa mà, còn bà nó ta không tin được ngao bái lợi hại đến thế, ta có ý muốn đi Bắc Kinh để thử sức với hắn. Sử Tùng cười lạt nói, bản lãnh như ngươi mà cũng đòi tỉ thí với ngao thiếu bảo ư. Ngao lão ra chỉ cất tay một cái là đủ khiến cho ngươi phải bỏ mạng rồi. Đoạn hắn nghiêng mình nói tiếp, ngô lão ra, vương sư phó, xin mời hai vị tránh ra một chút. Vương đàm đột nhiên quát lớn, nhà ngươi vừa chê ta hói đầu phải không? Nguyên vương đàm hói đầu từ thuở 18,19 tuổi hắn thấy ai chê rượu tới điểm này thì ghét cay ghét đắng. Sử Tùng cười đáp, không có, tại hạ đâu dám, Vương Đàm càng tức giận lớn tiếng ngắt lời, thế không thế thì sao ngươi lại cười? Sử Tùng vẫn cười đáp, tại hạ cười ở miệng tại hạ, còn Vương Huynh hói ở đầu Vương Huynh, nó có liên can gì đến nhau? Vương Đàm không nhịn được nữa, rút phán quan bút phóng ra, chiêu đằng dao khởi phục đâm vào đùi Sử Tùng. Sử Tùng ồ lên một tiếng, bỗng thấy bóng đen đánh vụt đi một cái. Trong tay hắn đã cần Nguyễn Tiên, hắn vông roi đánh tới sau lưng vương đàm nhanh như chớp. Vương đàm hơi cây bút tay trái lên đờ, tiên, bút đụng nhau kêu lên một tiếng choang rùng rờn. Tiếp theo những răng cưa sáng loá ở đầu roi nhằm đâm sau gáy vương đàm, vương đàm liền vung cây bút tay phải lên gạt mới tránh khỏi nguy cơ. Sử tùng rụt tay về mà cây nguyễn tiên còn xoay tròn ở trước mặt vương đàm mấy vòng dưới ánh dương quang trên lưng chừng trời hiện ra mấy vòng đen lớn, chỉ trong chớp mắt mấy vòng đen ấy lại biến mất. Bỗng nghe đánh soạt một tiếng, cây roi đã quấn vào lưng sử tùng cực kỳ mau lẻ, cơ hồ không nhìn rõ. Bọn quan quân vồ tay gieo hò như sấm rồi, sử tùng nét mặt hớn hở ra chiều đắc ý. Ngô Đại Bàng cũng cất tiếng khen, sử huynh vừa ra chiêu thần long tam bái đã đến trình độ thượng hạng, khiến cho lão phu rất khâm phục. Sử Tùng khiêm tốn đáp, không dám tại hạ múa diều qua mắt thợ, xin ngô huynh đừng cười. Vương đàm đứng ngẫn người ra, mới qua lại một chiêu đã biết bản lãnh sử tùng không phải tầm thường, mà cách thu roi của họ sử cũng rất ngoạn mục. Hắn tự hỏi võ công mình còn kém y xa, có nên khiêu chiến nữa không? Sử tùng cười lạt nói, họ mau kia, hãy đứng dậy đi theo chúng ta, mau thập bát đáp đâu lại dễ dàng thế được. Bọn các người không những 13 tên mà ta chỉ một mình, Thừa hiểu không sao thắng được, nhưng cũng tỉ đấu một phen chơi. Ngô Đại Bàng cười ha hà nói, Mao Huynh nói thế thì ra không có đến chúng ta ư. Bọn ta ba người đấu với 13 tên tức là lấy một trọi bốn chưa chắc đã chịu thua ai. Mao thập bát hỏi Vương Đàm, Vương Huynh vào phe nào? Vương Đàm đáp dĩ nhiên tiểu đệ giúp Mao Huynh. Sử tùng nhìn Ngô Đại Bàng, Vương Đàm nói hai vị không nên tán trợ nghịch tập phản loạn của triều đình, vì đó là hành động tội lùi rước họa vào mình. Ngô Đại Bàng cười nói, khi nào bọn tại hạ dám tạo phản? Sử Tùng hỏi, giúp đỡ quân nghịch tặc, tức là tạo phản một cách gián tiếp. Lão họ ngô kia, lão nhất định tiếp tay cho tên đạo tặc vượt ngục trăng. Ngô Đại Bàng đáp, nửa năm trước đây, Ma Huynh đã ước hẹn với Vương Đàm gặp nhau ở đây để tỷ đấu võ nghệ và lôi kéo cả lão phu vào vụ này. Ngờ đâu trời chẳng chiều lòng người, Ma Huynh bị giam trong mục thất, y là một tay hảo hớn cương trực thủ tín. Y đã hẹn lời mà không đến thì mai đây còn mặt mũi nào chen chân vào trốn giang hồ. Y phải vượt ngục giết người là hoàn toàn tự nha môn dồn y vào hoàn cảnh phải làm như vậy. Sử đại nhân, nếu đại nhân nể nang lão huynh thì xin tạm hãy thu quân trở về để lão phu được tiếp tục thử võ với ma huynh. Từ ngày mai sử đại nhân có bắt y hay không, lão phu và vương huynh đây không dám can thiệp nữa. Sử tùng đác không được, trong đội quân bỗng có tiếng người nói lão già bướng bĩnh kia sao có chuyện vô lý như thế người nói câu này rút đao ra khỏi vỏ thúc vế vào bụng ngựa cho sông tới gã giơ đao chém thẳng xuống đầu ngô đại bàng ngô đại bàng nghiêng mình tránh khỏi rồi tung mình vọt cao lên tay trái lão thừa cơ chụp lấy sau lưng đối phương rồi tiện đà liệng người ấy đi bọn quan quân la rùm lên phản tặc hắn làm phản rồi bọn chúng tới tấp xuống ngựa vây đánh ba người nguyên bọn quan quân này đều là những tay võ sĩ có bản lãnh trên trốn giang hồ không thiện nghề kỵ mã mà chỉ chuyên bộ chiến mới trong chớp mắt bọn chúng đã khai diện cuộc chiến đấu với ngô đại bàng mao thập bát và vương đàm mao thập bát vì hạ bàn cử động không được linh hoạt phải tựa mình vào thân cây để cầm cự hắn vẫn ra chiêu cực kỳ lợi hại thành đao vung lên vừa vung đã chém chết một tên quan quân tiện đà hắn quét ngang thành cương đao một nhát một tên nữa bị chặt làm hai đoạn bọn quan quân thấy vậy đều sinh lòng úy kỵ không dám xông vào gần Sử Tùng vẫn hai tay chống vào cạnh sườn ngồi trên lưng ngựa theo dõi cuộc chiến chưa chưa động thủ. Vì Tiểu Bảo Nhân lúc Sử Tùng đối đáp với Ngô Đại Bàng và Vương Đàm Gã đã lùi từng bước ra ngoài vòng chiến. Bọn quan quân thấy Gã là đứa nhỏ gầy nhom nên chẳng thèm để ý tới. Khi hai bên động thủ, Vì Tiểu Bảo đã đến ẩn sau một gốc cây lớn cách xa chừng mấy trượng. Gã tự hỏi ta nên chạy thoát thân hay là ở lại theo dõi cuộc chiến bên Mao đại ca chỉ vòn vẹn có ba người, nhất định y sẽ bị bọn quan quân giết chết. Không hiểu rồi chúng có giết mình không? Sau gã thay đổi ý nghĩ, Mao đại ca đã lấy tình bằng hữu đối với ta. Y còn nói, cùng hưởng hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn. Bây giờ y lâm vào tình trạng nguy ngập mà ta chạy thoát thân thì còn ra thế nào? Ngô đại bàng phóng ra một trường hất ngã một tên quan quân, vương đàm mua tít cặp bút đối phó với ba tên. Giữa lúc ấy Mao Thập Bát đã vung đao chặt đứt chân phải một tên quan quân. Gã té lăn trên vũng máu, ngoác miệng ra chửi rủa, gầm thét. Tiếng gã kêu gào rất chói tai. Sử Tùng thấy bọn thủ hạ bên mình chết mất hai tên và ba tên bị trọng thương té nhau. Còn lại bảy người tuy vẫn chiếm được thượng phong, nhưng sợ đánh lâu sẽ bị tổn thương nữa. Hắn buông tiếng thở dài lẩm bẩm rồi rút cây hắc long tiên nhảy xuống ngựa. Chân chưa chấm đất, hắn đã vung roi quật xuống mình mau thập bát. mao thập bát vung đao ra chiêu ngũ hổ đoạn môn đao. Đây là một tuyệt chiêu để tự cứu mình, đao pháp cực kỳ tinh diệu. Sử tùng đánh luôn bảy, tám chiêu liên hoàn cực kỳ lợi hại mà đều bị đơn đao của mao thập bát đỡ gạt hất ngược trở lại. Bỗng nghe ngô đại bàng thét lên một tiếng, tiếp theo một bóng người bị hất tung đi rồi té huỵch xuống đất. Thế là bên quan quân lại thiệt mất một người nữa bên này vương đàm địch với ba tên dần dần kém thế. Bắp đùi bên trái gã bị lưỡi đao có răng cưa cưa rách một vệt dài. Máu tươi chảy ra lênh láng, chân gã tập tĩnh mà vẫn phải hết sức cầm cử. Ba tên khác vây đánh ngô đại bàng cũng không phải những tay vừa. Hai đao một kiếm xoay quanh mình lão khiến cho chiêu ma vân trường của lão cũng không đánh được vào người họ. Sử tùng múa tít cây roi mỗi lúc một mau đánh rất rát hắn nghĩ thầm trong bụng, mao thập bát quả nhiên ghê gớm, may mà chân hắn bị thương, cử động không được linh hoạt. Nếu hắn lành mạnh thì ta tất bị thất bại rồi, sử tùng chợt động tâm cơ phóng ra chiêu, bạch xà thổ tín. Đầu roi nhắm điểm vào vai bên phải mau thập bát, mau thập bát vung đao lên đỡ, nhưng đây chỉ là hư chiêu đối phương để nhử hắn. Tiếp theo sư tùng ra chiêu, ngọc đới vi yêu, quét từ tả sang hữu để quấn vào ngang lưng mau thập bát mao thập bát hai chân không hành động được phải nhờ thân cây yểm trợ phía sau theo lẽ thường đối với chiêu ngọc đới vi yêu của sử tùng đánh ra chỉ cần lạng người về phía trước hoặc lùi lại đằng sau là tránh khỏi nhưng hiện giờ mao thập bát lâm vào tình thế bất khả kháng hắn phải liều mạc đón đỡ chính diện tức là vung đơn đao nhằm trúng cây nguyễn tiên để đè xuống tuy hắn đè chìm đầu roi xuống nhưng chỉ thoáng cây nguyễn tiên lại bật ngược lên nhanh như chớp một luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt cuốn ngang ngòi hắn luôn cả thân cây và thắt chặt ba vòng. Tiếp theo nghe tiếng đánh sệt một tiếng, đầu roi đã điểm trúng ngực Mao Thập Bát. Đồng thời mấy cây nanh sắt cắm vào da thịt hắn. Chuyến này Sử Tùng vâng lệnh ngao bái phải bắt sống Mao Thập Bát chứ không được giết chết. Bây giờ tuy Sử Tùng đã kiềm chế được Mao, nhưng còn Ngô Đại Bàng và Vong Đàm vẫn chưa chịu phục. Sử Tùng muốn rút lẹ cây roi về để thanh toán cả hai người kia hắn liền cúi xuống định lượng thanh đơn đao rớt dưới đất. Hắn cầm đao toàn chém vào vai mau thập bát, khiến y thành người tàn phế, chẳng thể cầm đao chiến đấu được nữa. Trong lúc khẩn trương chớp ngoáng này, lưỡi đao chưa kịp chém xuống thì đột nhiên nghe đánh vù một tiếng, một làn sáng trắng lóe lên trước mắt. Tiếp theo một nắm vôi bột đập thẳng vào mắt mũi mồm miệng sư tùng khiến hắn nghẹt thở. Sư tùng lại cảm thấy hai mắt cay xè đau nhức dữ dội, tựa hồ như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào. Diễn biến này xảy ra đột ngột, dù là tay lão luyện giang hồ đánh quen trăm trận không khỏi hoang mang lúng cuống. Hắn buông lóng tay thanh đao rớt xuống, sử tùng đưa hai tay lên dụi mắt, nhưng càng dụi càng đau. Nước mắt chảy ra giàn rụa, bây giờ hắn mới biết là đã bên địch liệm vôi bột vào mắt. Hắn tự hỏi, làm thế nào bây giờ? Nên biết vôi bột sống gặp nước là sủi bọt lên, sử tùng bị vôi bột vào mắt, khiến y đau nhức vô cùng cơ hồ không chịu nổi hắn đang hồn loạn tâm thần bỗng cảm thấy nơi bục lạnh toát một thanh đơn đau đã đâm vào thấu ruột